Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 11 tháng 9, huyện Triệu Sơn đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Triệu Sơn đã vận động cán bộ, công chức viên chức, người lao động ủng hộ ít nhất một ngày lương. Các xã thị trấn, các đơn vị tổ chức vận động cá nhân, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia ủng hộ giúp nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng bão số 3 vượt qua khó khăn, khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra. Tại buổi quyên góp ủng hộ, Huyện Triệu Sơn đã vận động được số tiền trên 100 triệu đồng. Sau buổi quyên góp tại huyện, các địa phương đơn vị trên địa bàn huyện tiếp tục quyên góp ủng hộ tại cơ sở, chung tay cùng đồng bào các tỉnh phía Bắc vượt qua những khó khăn, thiệt hại do lũ lụt gây ra.